càng gần giờ khai mạc lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2024 thì đường phố Sầm Sơn lại càng nô nức, nhộn nhịp các đoàn xe nối đuôi nhau đổ về bãi biển. Để đảm bảo an ninh trật tự cho buổi lễ diễn ra vào tối 27 tháng 4, lực lượng chức năng cũng đã cấm các phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường gần khu vực quảng trường biển. Đặc biệt, với thời tiết nắng nóng, khách du lịch đã nô nức xuống bãi biển Sầm Sơn để tắm mát và tổ chức các hoạt động vui chơi trên biển. Cũng hơn 10 năm rồi tôi mới qua lại Sầm Sơn thì tôi thấy Sầm Sơn rất thay đổi rất là nhiều. Và về cả con người, về cả không gian cũng như là mọi thứ rất là hiện đại. Và tôi cũng có dự định đi cùng với gia đình để có thể đi đến Sầm Sơn để tham gia du lịch và cũng như là xem chương trình bắn pháo hoa để kỷ niệm lễ Sầm Sơn năm 2024 này. Dù mới là ngày đầu tiên nghỉ lễ nhưng du khách đã về với Sầm Sơn rất đông. Dọc các bãi tắm A, B, C, D đông nghịt người tắm biển thả diều. Năm nay bãi biển Sầm Sơn còn là điểm đến lý tưởng để các hội nhóm công ty tổ chức bonding với nhiều hoạt động vui chơi giải trí trên biển. Nhiều du khách cho biết để kịp tham gia khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2024 diễn ra vào buổi tối, họ đã tranh thủ tắm biển sớm để ra khu vực quảng trường chờ đón buổi lễ. Nhiều bạn nhỏ cũng vô cùng thích thú khi được tắm biển, nô đùa trên bãi cát. Tuy nhiên do thời tiết nắng nóng nên cũng có nhiều du khách lựa chọn ngồi trên bờ biển, tận hưởng làn gió mát lành của biển và thưởng thức đặc sản của Sầm Sơn. Với lợi thế thiên nhiên ưu đãi ban tặng bãi biển đẹp cùng cảnh sắc thiên nhiên non nước hữu tình mà Sầm Sơn vào mỗi mùa du lịch luôn là điểm đến được du khách yêu thích và lựa chọn hàng đầu. Không những thế, năm nay với nhiều đột phá về cơ sở hạ tầng, chất lượng dịch vụ và văn hóa du lịch cùng các sự kiện lễ hội sôi động, ấn tượng mà Sầm Sơn đang ngày càng là điểm đến lý tưởng của du khách.